thống người Việt Nam á. Em làm cô, nước sôi đây. Thả cô, cho này sôi lên. Ai thì 3 phút, ai 3 phút vô rồi á. Thả ra đi. Để hàng bên, cho vờ xếp. Bắt đồ vờ đang. Lột tôm. Trong đang, lột cất. Tôm, vào vô cái máy xay của mình. Xay lên. Xay lên. Đừng cho muộn dữ nghe. Bắt đầu rang lên. Một muỗng dầu, nửa muỗng bột ớt. Rang lên mấy phút? 10 giây. Tôm vào vô. Xào lên. Cho tới khi muỗng tôm khô thì tắt. Một muỗng hạt nêm. Vào vô. Đây là 180g bột gạo, 10g bột năng. Trộn với 175g nước và ủ 1 tiếng. Quay nó lên. Cho thằng điêu lại nè. Điêu rồi á. Cho vào 175ml nước nóng. Nóng thiệt nóng nghe. Vào vô. Quả nóng xuống rồi nghe. Một điều rồi, cho vào 10ml dầu ăn. 5 nè. Chả làm cẩn thận ý. 10. Với lên. Một nồi, hấp đây. Kìa. Vào vô. Hấp lên, 1 phút. Xong rồi, cho bột vô nghe bạn. Ai mà thích ăn mỏng thì bỏ ít vô. Ai mà thích ăn dày thì bỏ thêm vô nghe. Hấp lên. 5 phút. 5 phút xong rồi. Lấy bánh ra. Wow. Cho hẳn nguội lên 20 phút. Một tô tập mỡ tiếng hẳn lên. Lửa y dè thôi nghe. Cho hẳn giòn. Tập mỡ xong rồi. Vượt ra. Tập mỡ vượt ra rồi. Cho hành lá vào. Bánh bèo nguội xong rồi. Mỡ hẳn. Tôm cháy. Tập mỡ. Một chén mẻ. Một chén 1000. Ba con ơi, bánh bèo chén vờ làm đây. Đây. Một bên đây là nước mắm vừa đang làm sẵn rồi. Là hồi bạn mẹ muốn recipe nước mắm của vợ là bỏ comment xuống. Muốn nước mắm recipe của vợ xuống ủng hộ bọn nha. Bèo chén ủng hộ bọn thì được nghe. Một chén mẹ ngán. 1000. 1000 dễ sợ. Đây úi dồi ơi. Ai thích ăn cái thì bỏ ớt vô thêm nè nghe. Đó. Ngon chưa, ngon chưa. Úi dồi ơi. Mời anh em nghe. Vô nghe. Ngon giật nạt luôn. Bắt đầu vờ review. Vô nghe. Vô nghe. Ngon. Quá đã. Quá đã luôn. Ai mà thấy bánh bèo vô topping kiểu này không ạ? Quá là. Quá là luôn. Ngon rất trình nét luôn.